chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kamau TV. Hiện tại anh em mình đã có mặt tại gọi là bãi biển nhân tạo lớn nhất thế giới mọi người nhá. À, đây là khu anh em mình đã làm đây cho mọi người xem nhá. Đã san phẳng rồi. Hôm nay anh em mình gọi là đã thiết kế được bê được là đây mọi người nhớ đây là cái gì không? Đây là chiếc gọi là cầu trượt huyền thoại của anh em mình ở nhà nhá. Tại vì anh em mình đã lắp chiếc bể bơi ở nhà rồi, thế nên là hôm nay ra đây mới tạo được một cái bể bơi gọi là tạm ổn để anh em mình có thể gọi là trượt công viên nước thì anh em mình xa quá. Hôm nay anh em mình mới gọi là ra công viên nước của anh em mình. Ở đây là bãi biển nhân tạo. Và hôm nay anh em mình sẽ tạo sóng cho hồ nhân tạo nhé. Tạo sóng bằng cơ mông. Đấy. À, test luôn. Mình sẽ test luôn quả đầu tiên cho mọi người xem nhé. Em chơi nè, thì em làm được. Thôi anh nhảy trước đi, em ở đây rồi. Mày, bây giờ mày lên trước hay tao lên trước? Mày về trên đi này. Lên đi, tao tạt nước lên đó. Đây, đây. Quả đầu tiên chơi nó phải cho nó chất. Đây. Đây, không phải đỡ mà mày ngồi lên đây nó trượt luôn này. Ôi ơi, trượt thẳng không biết hưởng thụ gì nhỉ. Ngồi đây trượt luôn. Ôi thế trượt không à? Trượt xuống cái thành đây. Trượt xuống đây á? Căng thẳng thế nhỉ. Trượt xuống đây á? Nào, có trượt xuống đây hay là trượt xuống bùn? Thôi, trượt xuống bùn. Nào, lấy can đảm đi. Nào, đây vừa vừa tao ít bùn đây, cái cá này chúng cái này vừa bùn rồi. À chúng à? Đâu cả biển luôn rồi. Đây, rồi, ok rồi đấy. Ôi, căng thẳng đấy. Căng thẳng gì? Cảm giác có phải thú vị mạnh mà chứ. À, đây, cho bôi trơn cho. Anh em mình phải mất từ sáng mới tạo được cái cầu trượt này đấy. À. Tôi chưa để hơi rung rinh. Hơi rung rinh. Good. 1 3 2 3 Ôi giời. Kiểu đuối. Sao mày trượt đi mà mày làm cho nó chậm nhỉ? Không có chậm lắm. Được. Anh em nhau cái kia. Chậm. Còn đây nhá, mình làm từ sáng mới được đấy. Còn đây là thiết kế. Đấy, mày hất nước lên đây cho anh. Nhanh lên. Nhớ đâu anh kẹt vào em hả? À. Chụp hết đấy. Đây. Gấp mồm phun lên. Thôi. Phần này hơi trông chênh. Lắc đi. Ấy cái nào đấy. Nào chạy ra luôn. Điên à, không chạy được, cứ tử. Sợ à? Sợ cái gì? Sợ quá. Mà nó hơi hơi khoai tí thôi. Thật nước lên. Cái này không ăn thua, trượt không đi. Hình như là ở nhà anh em mình làm cái độ cao nó cao hơn, dốc hơn hay sao ấy. Hay là bùn nó kia nhỉ. Để tao đi lấy cái xô tao hất nước lên. Bùn nó xít. Thôi để em lại thử lại con cuối cho em nghĩ nó có đấy không. Rồi. Đây. Đây. Ông đồng kia. Đồng đây. 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 Không có kia mày tránh để tao thử. Đấy. Dạ. Chẳng có nước đâu, nước cũng này nhiều này rồi. Nào bắt đây. Rồi ok. Anh này chuyện là áp mặt thế này này nó mới. Đây. Nó mới đấy. Quả thật nhá. Mày vừa hết bùn vào đây cho ta. Đắp bùn vào. Đắp cao lên á. Ờ, đắp cao lên.
nhá. Mình sẽ làm một quả gọi là phá con ống á. Phá gọi là phá gì nhỉ? Đắp đít kiểu phá luôn, gọi là cái gì? Đắp kiểu phá đảo. Lúc này ấy xong rồi xem ai phá được to hơn. Lúc này thì tao phá cắt xong. Ha. Đắp căng lên. Nhưng mà nó chỉ chơi được này thôi. Đắp cao lên thì đắp từ từ kệ đoạn đấy. Đoạn đấy để tao đạp. Đoạn nào để tao đặt mông một phát vệt vào đấy. Phát này mình sẽ co mông lên. Ai à. Nó dúi đầu mình xuống dưới rồi. À, chấp vào tay không? Hả? À, chấp hai tay. Hả? Chấp mười hai tay. Cầm. Hả? À, kéo đi. Dạ. Kéo đi. Quả này to lên. À, sau đây là quả tỉ tí vào tay. Một tay thép của ma đệ với cả tay cú đấm thép của ma đệ ta. À, cú ơi. Ây ạ, đây, tao vào đây. Ôi giời, nhìn để tao thử trượt một quả gọi là phải cẩn thận nhá. Đúng chỗ chưa? Đúng. Vâng. À. Bắt đầu mình sẽ đặt đúng mông ở đây nhá. Ui. Bản là tại ruộng mình nó nông quá nên là nó không có cái độ tôi vừa lên đang phải hất nước lên đây chưa có đủ một chân à rồi ok không dám nhấc làm sao đẹp đây được nó sẽ chơi một quả nữa anh ơi làm chân cao lên tôi nhìn em chơi xong rồi em có đổi chân cao ấy. Ôi. Được. Đúng 72 tư thế trượt cầu trượt rồi nhá. Rồi. Thả đúng không? Co chân lên. Cầm vào hai cái thanh thang lên. Co chân lên. Co chân thế này hả? Ừ. Khó lắm. Co đi nhỉ. Ô chân về đi
À, ok. À, từ từ cho nó vào trong một tí. Đấy. Anh cứ làm đi trong tí này cho mọc kiểu. Chắc thế nào à? Đấy, ra thì làm gì? Chơi.
mày. Vâng, thấy được, đây này. Đây quả hàng Nga chưa trồng này. Quả này mới là quả hàng Nga chưa trồng này. Quả hàng Nga chưa trồng nha. Ê, nào, đắp đầu xuống đất. Hee hee hee.